Ẩm thực Đức Tâm xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một cái món ăn tráng miệng cũng rất là ngon mà mình được thường dùng trong các cái bữa tiệc. Đó là cái món rau câu dừa được nấu từ nước dừa tươi. Thì đối với cái rau câu dừa này á, nấu thì không có khó, nhưng mà mình nấu như thế nào để cái ly rau câu dừa của mình khi ra nhìn nó rất là đẹp. Nó có một cái lớp dừa non dẻo mềm lưng lửng ở bên ly và một cái lớp cút dừa thật là béo ở trên mặt mà không có bị tách nước. Và để làm được như vậy thì chúng ta hãy cùng nhau vào bếp mình cùng làm nha. Và để làm cái món này thì đây mình còn sử dụng hai loại rau câu, một loại rau câu thảo dân đó là rau câu dẻo và một loại aga là rau câu không dẻo mà cũng không giòn. Đây là cái rau câu dẻo thảo dân chúng ta dùng để nấu cái phần nước dừa, và đây là cái phần rau câu aga chúng ta thêm vào trên cái phần mặt dừa. Đây là 3 lạng đường phèn để nấu cho cái nước dừa nó được ngọt thanh, cùng với 1 lạng đường cát cho cái phần nước dừa. Và đây là cái phần cơm dừa mà chúng ta lấy ra được từ 4 lít nước dừa. Như vậy cái phần nước dừa chúng ta nấu được ở đây là 4 lít nha, 4 lít nước dừa. Đây là 2 lạng rưỡi đường để chúng lát nữa chúng ta làm cái mặt của cái rau câu. Và đây là cái phần nước cốt dừa chúng ta ép ra được từ 7 lạng dừa nạo. Cái việc đầu tiên mà chúng ta làm là chúng ta đi lấy cái phần đường 100g, chúng ta cân vào trong đó là 10g rau câu thảo dân, trộn đều với đường và chúng ta hòa tan vào trong 4 lít nước dừa. Chúng ta ngâm ở đây một chút xíu rồi chúng ta quay lại chúng ta nấu. Ngâm như vậy thì khi rau câu mình nấu lên nó sẽ không có bị tách nước, nó đã đủ cái độ nở của nó. Rồi bây giờ chúng ta để ở đây và chúng ta sẽ đi làm cái phần cơm dừa. Thì cái cơm dừa đối với cái rau câu dừa này nè, để ăn cái cơm dừa nó ngon á, các bạn nên chọn cái trái dừa sim. Chúng ta nên nấu bằng dừa sim là ngon nhất. Và dừa sim cái nước dừa nó rất là ngọt, nó ngọt ngọt cái kiểu thanh thanh chứ nó không có chua như cái dừa kia. Và cái cơm dừa nó rất là dẻo. Dừa thì chúng ta sẽ gọt cái vỏ, chúng ta rửa cho nó thật sạch. Sau đó chúng ta sẽ sắc lại cái miếng vừa ăn. Như mình bỏ ly như nhỏ như thế này thì mình sắc cái miếng nhỏ nhỏ. Còn nếu như các bạn đổ trong những cái khuôn lớn thì có thể chúng ta sắc thành những cái sợi thì nhìn nó sẽ ngon hơn. Sau khi sắc xong thì chúng ta rửa lại nhiều nước, rửa đến khi nào cái dừa mình nhìn mình thấy cái nước nó trong, nó không có còn đục nữa thì chúng ta xóc cho nó ráo. Và ướp vào trong đây một ít đường. Không phải là ướp đường cho ngọt, nhưng mà tại sao ướp đường thì chút nữa mình sẽ nói. Và bây giờ ở đây là cái phần đường này là 2 lạng rưỡi đường, hồi nãy chúng ta cân riêng đó. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây 6g rau câu thảo dân và 4g rau câu aga để làm cho cái mặt của rau câu nó không có dai quá mà nó cũng không có cứng quá. Chúng ta trộn đều với đường và chúng ta hòa tan ngâm vào trong 1 lít rưỡi nước. Rồi chúng ta để ở đây, chúng ta ngâm để cho rau câu nó nở để mình nấu nó không có bị chảy nước ha. Bây giờ chúng ta đi bắt cái nồi rau nước dừa lên chúng ta nấu. Thì cái nồi nước dừa này mình ngâm nãy giờ, các bạn thấy cái rau câu nó nở ra như thế này ha. Thì chúng ta bắt lên bếp, chúng ta mở lửa thật là lớn lên, chúng ta nấu. Thì rau câu do mình đã ngâm rau câu nó nở cho mình cho luôn cái phần đường phèn vào trong này để mình nấu luôn. Chúng ta sẽ đi chuẩn bị cái phần ly để chúng ta đổ. Đồng thời chúng ta cho cái phần cơm dừa ra một cái rổ để cho nó ráo nước đường. Và chúng ta bỏ cái cơm dừa vào trong ly. Chúng ta chuẩn bị xong thì nước dừa sôi lên. Khi nước dừa sôi lên chúng ta nhớ hớt bọt và hạ lửa nhỏ cho nước dừa không có bị đục nước. Lửa nhỏ nhỏ sôi khoảng chừng 5 phút thì chúng ta lược lại qua rây để lấy những cái sợi chỉ trong cái đường phèn ra. Tại mình nấu đường phèn nó có những cái sợi chỉ. Và nếu các bạn nấu đường phèn viên thì nó sẽ không có chỉ. Và các bạn nhớ là đổ 2/3 ly thôi nha, để chừa mình còn đổ cái mặt nữa. Bây giờ thì chúng ta quay qua cái phần rau câu mà chúng ta ngâm để chúng ta nấu cái mặt á. Thì bây giờ nó đã nở rồi, chúng ta cho vào trong nồi, chúng ta bắt lửa lên chúng ta nấu. Phần này chúng ta nấu thì chúng ta nhớ cẩn thận, tại vì trong cái phần rau câu quý mặt nước cốt dừa này của mình nó có cái phần rau câu aga. Nó rất là dễ lắng, nó đứt nồi để cho cái rau câu nó làm cho rau câu mình bị khét. Chúng ta phải thường xuyên chúng ta quậy, quậy liên tục.
chúng ta mở lửa lớn, chúng ta quậy liên tục đến khi rau câu sôi thì chúng ta hạ lửa nhỏ xuống. Chúng ta để ở đây khoảng 5-7 phút để cho rau câu mình nó đủ cái độ nở của nó thì nó không có bị tách nước ra. Thì để lửa nhỏ sau 5-7 phút, bây giờ các bạn sẽ cho nước cốt dừa vào. Khi cho nước cốt dừa vào, bạn nhớ quậy cho thật là đều và quậy không có ngưng tay. Nếu như mà cái nước dừa sống á thì chúng ta quậy lâu lâu để cho nước dừa nó chín, cho nó sôi lâu lâu một chút xíu. Còn nếu như nước dừa mà các bạn sử dụng nước dừa lon á thì chúng ta không cần phải quậy lâu đâu, chỉ cần nó sôi tim lên là được rồi. Thì sau khi mà nước dừa đã đủ sôi và đủ chín thì lúc này chúng ta sẽ tắt lửa đi. Và khi tắt lửa thì các bạn nhớ một điều, chúng ta vẫn phải quậy thêm 3 hoặc là 5 phút nữa thì chúng ta mới ngưng tay. Lúc đó cái rau câu của mình nó sẽ nguội bớt đi, nước cốt dừa và rau câu nó sẽ hòa quyện với nhau, nó tạo thành một cái hỗn hợp sánh. Thì bây giờ nước cốt dừa và nước nó sẽ không có tách khỏi ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho cái phần nước cốt dừa này lên mặt và chờ cho rau câu nguội. Mình đậy nắp lại, cho vào trong tủ lạnh. Khoảng 3 đến 4 tiếng sau thì chúng ta sẽ dùng được. Các bạn hãy làm thử cho gia đình mình dùng đi nha. Nếu như các bạn nào đã biết làm rồi thì thôi, bỏ qua ha. Còn nếu các bạn nào mà chưa biết làm, mình chưa một lần mình làm á, thì bây giờ mình hãy thử làm một lần cho biết và cho cả gia đình mình dùng nha. Khi các bạn làm ra mà các bạn thấy cái ly rau câu của mình nó, thứ nhất nó trong, thứ hai là cái cơm dừa nó lưng lửng như thế này, và cái thứ ba nữa là cái phần mặt không có bị tách cái phần cốt dừa ra là chúng ta đã thành công rồi đó. Đây là cái ly rau câu dừa mình làm ngày hôm qua mà mình đã bỏ lạnh, cho nên các bạn thấy nó đục, nó mờ mờ ha. Còn hồi nãy mình có nói các bạn á, dừa mình sát xong mình ướp đường, không phải là để cho ngọt mà là như thế này đây. Mình ướp một chút đường vào, khoảng nửa tiếng sau thì cái dừa của các bạn làm bỏ vào nó sẽ lưng lửng ở giữa ly. Còn cái này mình ướp chưa có đủ ngọt nó nè, cho nên cái phần dừa nó đưa hết lên trên cái mặt ly. Nó còn nếu mà các bạn ướp ngọt quá thì nó sẽ chìm hết xuống dưới cái đáy ly. Lúc đó nhìn cái ly dừa của mình á, nó không có đẹp và cảm giác nó không có thật thèm ăn. Đã không làm thì thôi, còn làm á thì phải cho nó ngon, chẳng những ngon mà còn phải đẹp nữa, người ta nhìn người ta thèm ăn á. Thôi như vậy là cái phần rau câu dừa hôm nay mình kết thúc ở đây. Mình chúc các bạn không làm thì thôi, và miễn làm thì sẽ thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha.